Maika ơi. Vâng. Chị về rồi. Dạ em xin chào mừng anh chị đã về. Maika ơi. Dạ. Mở đèn trần nhà. Điều khiển thiết bị thành công. Maika ơi. Vâng. Chị muốn trang điểm. Dạ vâng, bàn trang điểm đã sẵn sàng. Maika ơi. Vâng. Mở máy lạnh. Dạ, máy lạnh đã được mở. Maika ơi. Có em. Máy lạnh 24 độ. Dạ, máy lạnh đã được điều chỉnh. Nhiệt độ này hơi lạnh, anh chị nhớ giữ ấm nhé. Maika ơi. Vâng. Mở tivi. Dạ, tivi đã sẵn sàng. Anh chị xem phim vui vẻ. Maika ơi. Em nghe. Bỏ qua quảng cáo. Dạ em làm xong rồi. Em cũng ghét quảng cáo lắm. Maika ơi. Vâng. Ngắm sao đi. Dạ chị, đèn chiếu sao đã được bật. Maika ơi. Em nghe. Tắt đèn trần nhà. Yêu cầu của bạn đã được thực hiện. Maika ơi. Em nghe. Tắt đèn chiếu sao. Yêu cầu của bạn đã được thực hiện. Maika ơi. Vâng. Tắt tivi. Dạ tivi đã được tắt. Maika ơi. Dạ. Tắt máy lạnh. Dạ máy lạnh đã được tắt. Maika ơi. Dạ. Tắt đèn trang điểm. Dạ đèn trang điểm đã được tắt. Maika ơi. Em nghe. Chị đi đây. Dạ em chào tạm biệt anh chị. Anh chị đi thong thả.